Rồi, ghế đây này. Xin mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Chào hai bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu cho nhau nghe về những cái thông tin cá nhân của mình. Nói thật là lớn, thật rõ, cho người đối diện có thể nghe rõ được qua cánh cửa trái tim này nha. Mời bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào mọi người và chào bạn gái bên kia. Mình tên là Ngô Đức Minh, sinh năm 1982, quê quán ở Lâm Đồng. Hiện giờ thì đang làm tài xế ở Bình Thạnh. Chở hàng hay chở người? Tài xế tải vậy. Dạ, mình có đi công tác xa không? Hay là mình làm giờ hành chánh hay là đi tỉnh? Dạ, làm giờ hành chánh ạ. Thứ bảy chủ nhật mình vẫn nghỉ làm? Dạ không, làm hết. Làm suốt luôn? Sau 4 giờ nghỉ. Sau 4 giờ là được nghỉ. Vẫn có những thời gian buổi tối để đi chơi ha. Em quê ở đâu? Em Bảo Lộc, Lâm Đồng. Quê Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dạ. Rồi ở ngoài quê mình còn ai ngoài quê? Ngoài quê có bố mẹ với một em trai nữa. Bố mẹ với em trai ở ngoài quê luôn. Mình vào thành phố giờ được bao lâu rồi? Trước đây em cũng đi trong quân đội 9 năm ở dưới đây. Sau đó mới về quê. Duyên số sao đẩy vô tài xế xuống đây làm. Là trước đây có đi bộ đội? Đi sĩ quan 9 năm. 9 năm? Dạ. Wow. Rồi, tới phiên em gái. Em nghe rõ thông tin của bạn trai rồi ha. Đã từng đi bộ đội, sĩ quan tới 9 năm. Bây giờ về thì làm lái xe cho công ty, đang ở Bình Thạnh. Em chào chị Cát Tường và chào mọi người, cũng như chào bạn trai phía bên kia. Em này là Trang, em sinh năm 84. Hiện tại đang làm nhân viên cũng kiểu dạng văn phòng thôi chị ạ. Quê mình ở đâu Cương? Em ở Hà Nội ạ. Công ty cử thi thì là em vào đây công tác. Cũng chắc là cũng dài hạn ạ. Vào đây được bao lâu rồi? Em ở đây chắc là khoảng tầm được hơn 4 tháng rưỡi. Gì? Mới vô có 4 tháng rưỡi à hả? Dạ. Thế mình thấy cuộc sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh này như thế nào? Em thực ra là hồi xưa em cũng có vào trong này làm, ở trong này cũng được gần 2 năm. Và em rất là thích ở trong này, không khí ở trong này nó phù hợp với em hơn. Thế em gốc người ở đâu? Em đang ở Bảo Lộc hả? Ở Lâm Đồng. Quê gốc bố thì ở Hà Nội, mẹ ở Đà Nẵng, sinh ra trong Lâm Đồng. Nhưng mà gốc là cũng có gốc ở ngoài Bắc luôn. Hai người chị thấy cũng có một số nét tương đồng ha. Tuổi là cũng cùng thế hệ 8X ha. Người 82, người 84, thấy mọi thứ cũng hợp rồi đó. Bây giờ mình đi sâu vô một chút xíu nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là cái gì cũng có thể làm được. Còn điểm yếu là mắc bệnh lười. Điểm mạnh cái gì cũng làm được. Và điểm yếu mắc bệnh lười, có nghĩa là lười không có làm gì hết. Thế kia thì em có thể làm thường xuyên được. Nhưng mà vấn đề là nó không thích là không làm đâu ạ. Thế là đó giờ có thích cái gì chưa? Em thích nhiều thứ lắm chị ạ. Mà những cái em thích thì em có làm tới nơi tới chốn không? Ví dụ như em rất thích ăn nên hôm nay em ăn tới nơi tới chốn luôn chị. Rồi, còn điểm mạnh điểm yếu nào nữa không? Em nói chung là cũng khá là tự tin trong mọi thứ. Công việc thì em không nề hà bất cứ thứ gì. Chỉ có điểm yếu là khi mà em đang làm việc mà ai mà làm em phân tâm, mất tập trung ấy, là em hay nóng tính. Em rất là nóng tính. Nóng tính. Còn em, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Em cũng biết nấu ăn. Hồi trước ở nhà là phụ bố mẹ dọn dẹp, là lúc rảnh rỗi là em phụ. Cũng lập trường, tư tưởng vững vàng. Còn điểm yếu em mà cũng nhút nhát lắm. Cũng rụt rè, e ngại lắm. Ít tiếp xúc. Về tình duyên của mình thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em do em lấy vợ đạo Chúa, cho nên em mới xin ra khỏi quân đội để về lấy vợ. Thì cũng 2 năm sau là cũng chia tay. Nhưng mà lý do chia tay là gì á? Rồi, bây giờ đó, cổ hỏi kìa, lý do chia tay là gì? Thực sự là lúc đó cũng chưa có đủ cái độ chín chắn lắm. Do hai người cùng tuổi nữa. Em với vợ em là bạn học luôn. Hồi mới đầu thì không có cãi gì nữa. Lúc đám cưới là bao nhiêu tuổi? Dạ năm 2009 á. 2009 là 10 năm trước. Lúc đó giống như là vẫn còn cảnh cái tính mình với cái tính người đó, giống như ai đụng chuyện cái là ngang là cãi. Thứ hai là do cũng đạo giáo, mới đầu thì em nghĩ là nó đơn giản quá. Em nghĩ là thôi đạo không quan trọng. Nhưng mà lúc sau có một đứa con, em có một đứa con, là lúc sau đó 10 tháng là bắt đầu tùm lum chuyện hết. Từ cái chuyện nhỏ hồi nó cứ nói lớn lên là cuối cùng tan vỡ. Và bây giờ con gái ở đâu? Dạ ở bên mẹ. Con gái năm nay là bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi là giờ con gái cũng ở bên mẹ, đương nhiên là theo đạo của bên mẹ luôn. Dạ đúng là theo luôn. Thế em đạo gì? Em bên lương, không theo tôn giáo, không theo đạo. Đạo lương thôi, đạo tiền phải không? Rồi vậy em chia tay năm nào? 2011. 2011 thì đến nay là cũng 7 năm. Thế trong 7 năm qua thì mình có trải qua thêm mối tình nào nữa không? Sơ nhưng mà cũng không có yêu. Lý do? Chán với cũng cảm giác nó sợ cảm giác chia tay lắm. Chia tay xong cũng buồn một thời gian. Thì thôi giờ cũng già, sắp già hết đến nơi thì thôi. Bây giờ chương trình đi kiếm giùm, không biết được hay không. Em đã sẵn sàng đón tiếp một cái tình duyên mới chưa? Sẵn sàng để xây dựng một cái gia đình mới hay chưa? Dạ, bây giờ thì em đã sẵn sàng cần một gia đình. Ba mẹ gia đình có ủng hộ hay là có đưa ra ý kiến gì cho em không? Bố mẹ vẫn kêu là thôi giờ lớn rồi, lấy vợ còn cháu chát nữa chứ giờ bố mẹ cũng già mà chẳng có cháu. Con của em bên trước thì từ đó đến giờ là không về nhà luôn. Rồi thôi mình cứ tạm nghe câu chuyện bạn ấy đến đây thì chuyện buồn cũng không nên khai thác nhiều. Thế còn em? Em trải qua nhiều mối tình lắm vậy. Nhiều, nói lớn lên, nhiều mình phải tự hào lên chứ. Không, nhiều ngại lắm chị. Cái gì đâu ngại. Ngại chứ chị. Thấy chị nhiều chị khoe lên báo không không? Thấy nhiều quá người ta lại bảo là mình hơi lăng nhăng ạ. Lăng nhăng, bây giờ em nghĩ thì em 30 mấy tuổi rồi, đó, đúng không? Giờ em yêu năm 18 tuổi, vậy là luật pháp cho... Đã không ạ, em 22 tuổi mới yêu cơ. 22 mà bữa nay em 30 mấy, 10 mấy năm. Em chưa lấy chồng thì em phải trải qua những mối tình chứ. Bao nhiêu mối, nói thiệt đi. Chắc đếm sơ sơ là trên đầu 3 đấy ạ. Đầu là 3, còn đầu đuôi thì nó lênh đênh lắm chị. À, một tràng vỗ tay. Hôm nay tôi có đồng minh rồi. Chị uống nhiều như vậy ư? Trời ơi, chị phải nhiều hơn chứ. Đầu chị chắc phải 5 đến 6 chứ. Nhưng mà những mối tình nào mà em khắc cốt ghi tâm nhất á? Chắc mối tình đầu ạ. Mối tình đầu? Dạ. Thế cái mối tình đầu nó như thế nào mà khắc cốt ghi tâm? Quen được bao lâu? Được gần 2 năm ạ. 2 năm. Ừ. Có ý định tiến tới hôn nhân không? Có chị ạ. Rồi sao, tại sao gãy đổ? Anh ấy là đi du học ở bên Pháp, sau đó là bị tai nạn ở bên đấy và không còn nữa. Thì đối với em lúc đầu nó có thể là buồn, nhưng mà em chỉ buồn trong khoảng độ chắc cũng được 6 năm. Nhưng 6 mà... năm? Dạ. Em là lúc đấy là sau đó là em bị rơi vào lãnh cảm luôn ấy. Gần như là cũng không có một chút cảm hứng nào với cả mọi các mối quan hệ luôn. Nhưng mà sau đó thì có một người đàn anh đi qua cũng kiểu cũng có ý định với em. Anh ấy không thuyết phục được, đến khi anh ấy bảo thôi anh phải đi sang Nhật. Thì bây giờ anh chỉ chúc em rằng là em hãy mở lòng cho mọi người. Vì nếu như em không mở lòng thì sẽ chắc chắn sẽ có một người đối lập với giới tính của em ấy cũng sẽ bị kiểu cô độc. Vì em sống cô độc, bởi vì trời sinh ra là đã không bao giờ người ta cũng là có một đôi có cặp. Rồi từ đó bắt đầu mới là... Thì lúc đó em mới bắt đầu mở lòng ra. Và mỗi lần mở lòng ra thì gọi là một trải nghiệm mới ấy. Lý do tại sao em mở lòng nhiều như vậy? Tại em ham vui thôi ạ. Ham vui? Dạ. Tại vì cái chủ trương sống của em thì sau khi mà em làm việc nhiều á thì em cũng nhập viện. Và em điều trị bệnh viện xong thì em cảm thấy rằng là cuộc sống kiếm tiền nó cũng chỉ là để mình thỏa mãn cái thú vui của mình thôi. Thú vui là thú vui gì? Ví dụ như em rất thích đi du lịch này. Em rất thích, nếu như em đi vào một cửa tiệm nào đó em có thể bỏ tiền ra em mua một cái gì đó ấy. Bao giờ em cũng phải có tiền sẵn. Em phải làm việc nhiều thì em mới có tiền. Chắc là cái thú vui của em là thú vui tiêu tiền. Thế còn đến với những mối tình thì em đặt kỳ vọng gì trong những cái tình yêu đó? Em cũng mong muốn là có thể đi đến xa hơn, thì có thể có độ hòa hợp khi mà mình đến với nhau rồi mình sống với nhau. Thế bình quân cái tuổi thọ của một mối tình của em là kéo dài trong bao lâu? Các cái mối tình về sau thì bình quân chung kỳ chắc khoảng tầm 6 tháng chị ạ. Em thua chị rồi, chị là cứ mượn tới 2 năm lận. Khi mình đến với một mối tình mình vẫn là nghiêm túc, mình muốn tính đúng chuyện lâu dài. Vâng. Chứ không phải là vậy chứ em có nghĩ em là người chơi vui vơ, nhưng mà chơi bời. Em nghĩ em có phải là người chung thủy không? Chung thủy thì cái mà để nói về chung thủy nó rất là khó chị ạ. Chung tình? Chung tình cũng khó lắm chị. Bây giờ gần như là không có bao giờ có cái trường tồn vĩnh cửu. Có nghĩa là thí dụ em đang có một mối quan hệ nghiêm túc là yêu đương, nhưng nếu em gặp một cái đối tượng khác em cảm thấy nó có thể phù hợp hơn, hoặc là cảm thấy trái tim mình rung động khi gặp đối tượng đó thì em vẫn sẵn sàng tìm hiểu cái đối tượng mới. Không ạ. Em là có một cái cam kết ấy. Cam kết như thế nào? Tức là khi mà em đã đồng ý xác định rồi á, bạn là người yêu của tôi chẳng hạn, thì tôi chỉ có coi bạn là người yêu thôi. Có bất kể một trai đẹp hay là một trai to hoàn toàn tốt hơn đi chăng nữa, đối với em nó cũng chỉ là bạn thôi ạ. Có nghĩa là khi kết thúc một mối quan hệ này rồi thì mình mới đến một cái mối quan hệ khác. Nếu như vậy em cũng là một người chung tình rồi. Sao em là nói khái niệm nó khó? Nhưng mà cái tình của em thì nó lại trôi nổi nhanh lắm chị ạ. Ví dụ như em chia tay xong cái một tháng sau em mà gặp một người khác là vui vui ấy, là em cũng theo ạ. Chuyện đó bình thường, nhưng mà khi mình đã kết thúc mối quan hệ cũ rồi, mình cũng là người dễ rung động. Tạm thời hiểu như vậy nha. Bạn nam suy nghĩ như thế nào với cái tình trường khá là phong phú của bạn nữ? Em thì thấy bình thường lắm. Đối với em cái chuyện đó nó không quan trọng. Vấn đề là sau này nếu mà quen nhau, đến với nhau thì cái gì nó phải rõ ràng. Đó, cái gì nó qua là qua, quá khứ là bỏ qua, không có sống với quá khứ. Em là vậy, chỉ đơn giản. Nhưng mà cổ quan nhiều quá vậy mình có ngại không? Dạ không chị. Bạn có đem hình ảnh gì theo không? Cho chị coi coi. Wow, hình ngày xưa này ha. Wow, đẹp trai dữ. Gửi tặng em 2 tấm hình của ảnh này để em nhìn đi. Có anh chàng bộ đội trong đó đó. Trong 4 cô gái này là có cổ ở chẩm luôn đó. Nhật tìm ra ai chưa ạ? Mình có cảm giác ai là cô ấy chưa ạ? Khó quá vậy. Khó mới đố chứ, dễ đố làm gì. Mà em đoán cái mắt kiến đi. Lấy cái mắt kiến đi, khỏi cần gợi ý. Em hãy gợi ý cho cổ một chi tiết để cổ nhận ra em. Nếu mà 2 tấm hình đó mà nhìn kỹ thì biết ngay. Nhìn kỹ biết ngay, không cần gợi ý luôn. Em cũng đoán đoán. Đâu? Đây, và đây. Rồi, hay quá ha. Hai người này đúng là tuổi đời nhiều cái là nó có khác. Rồi, xin mời các bạn hãy xem kết quả dự đoán của mình. Quê ở thành phố Hải Phòng. Thì trước để làm cái nghề uốn tóc, bây giờ đi vào Sài Gòn từ tháng 9 đến bây giờ là mình làm cái dịch vụ trông em bé. À, rồi Ủa sao mà mình đi xa vậy chị? Mình đang ở ngoài kia sao mình vào đây? Chị ở ngoài kia thì kiểu vợ chồng chị ly hôn từ năm 90 đấy. Thế là nuôi con, 2 đứa con. Thế là rồi nuôi cháu, bây giờ các cháu nó lớn rồi. Nó đi học rồi thì mình để lại cho bà nội với bà ngoại trông, thì mình đi vào đây làm để tự nuôi thân mình chứ không muốn phiền đến các con đấy. Rồi, mình chia sẻ một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình lại một lần nữa kỹ hơn, là ở với nhau bao lâu rồi, bao nhiêu con, rồi chia tay lý do là gì dùm em nhé. Dạ. Mình thì lấy nhau từ năm đại khái là ở với nhau được 3 năm. Thì lúc mà chia tay thì là anh ấy đi lấy vợ nhỏ, thì lúc đấy con mình được có 3 tháng thôi. Là cái đứa lớn thì 3 tuổi, còn đứa sau thì 3 tháng. Thế là từ cái ngày đấy thì lên tòa ly hôn thì người ta chia mỗi người luôn một đứa, nhưng mà anh ấy không nuôi ai. Thế chỉ có mua thì là mình lại phải nuôi luôn cả 2 cháu. Mà anh ấy cũng không gửi tiền cho mình nuôi con. Nhưng bây giờ thì các cháu nó trưởng thành hết rồi, mình xây dựng gia đình cho các cháu hết rồi. Thì bây giờ thì nói chung mình cũng không có nghĩ thì là muốn quen ai. Thế nhưng mà kiểu như đến bây giờ mình lớn tuổi rồi đấy. Thế thì muốn là kiểu có một cái người mà để kiểu như hai bạn già chăm sóc nhau cái lúc tuổi già đấy. Rồi nhưng mà sao mà mình phải, ý là mình vào đây là mình có ở chung với ai không chị? Chị con cái ở đây không? Không, các con đều ở ngoài Hải Phòng thì đến Tết chị mới về. Thì chị ở đây chị trông em bé thì là ở nhà người ta luôn. Bây giờ chị cũng đang ở cái nhà chủ nhà đây. Đúng rồi, nhưng mà ý em nói sao mà xa gia đình con cái quá vậy, mình không làm ở ngoài kia để gần con. Không, tại vì là bây giờ các cháu lớn thì chị cũng muốn là đi vào trong này làm, là thứ nhất là mình thích cái khí hậu trong này á, nó không có cái mùa đông á. Nhưng mình ở ngoài Bắc thì nó lạnh quá thì mình cũng không muốn ở ngoài đấy. Tại ngày xưa thì ba mẹ con chị cũng vào trong miền Nam, là chị cũng mở tiệm làm tóc ở đây. Thế năm 2011 ấy, thì con chị nó lấy chồng, nó sinh em bé thì bắt đầu chị sang tiệm, rồi chị về Bắc. Về Bắc chị ở, chị trông các cháu cho đến bây giờ đấy. Bây giờ mới bắt đầu vào miền Nam lại lần thứ 2. Rồi, ok, chị muốn tìm một người như thế nào ạ? Chị mô tả rõ ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Nói chung thì chị thích ở trong miền Nam. Thế thì nó có hợp với cái khí hậu ở trong này. Thế chị cũng muốn tìm một cái người đàn ông mà người ta có cái nhà, mới lại có kiểu như là có kinh tế riêng, không có phụ thuộc đến con cái đấy. Cái hình thức thì khá là, chị thì cao 1m58. Thế này bây giờ thì cần cái người ta ra 1m65 để đi mình cho nó phù hợp ấy. Rồi ok chị. Rồi bây giờ người đó nếu mà người ta đang sống cùng con cái, ba mẹ già gì thì được không? Nhưng mà nói chung thì chị chỉ sợ là đến lúc kiểu con cái nó không đồng ý đấy. Không, dĩ nhiên người ta cưới, người ta chịu quen chị thì người ta phải dàn xếp với con người ta rồi. Cái vấn đề của chị á là chị ở chung vậy đó thì chị có ngại không? Hoặc là ba mẹ già thì phải về chăm sóc ba mẹ già. Thì chị thấy sao? Chung chị muốn là ở riêng ấy. Chăm sóc thì chị không có ngại. Tại bây giờ mình cũng lớn tuổi, mình không có ngại cái chuyện đấy. Thế nhưng mà ở chung thì thường người ta sẽ ở chung với ba mẹ già đó chị. Tuổi chị thì nhiều khi ba mẹ còn lớn tuổi dữ lắm mà phải chăm sóc á. Thì ý là chị ngại việc đó hay không? Chị cái chị giờ ra riêng mà bỏ ba má ta không chịu đâu. Không, đúng rồi, thì cái đấy thì chị cũng không có ngại là làm dâu, nhưng mà chị ngại là kiểu ở với các con ấy, nó không sợ, nó không hòa hợp ấy. Vì mình là người lạ mà. Chị sợ thế thôi. Tại vì thì nói theo em, cái tính của chị cũng không thích làm phiền. Đến bây giờ ở đây thì chị, hai đứa con chị cũng không, bây giờ chị còn sức khỏe chứ cứ đi làm, chị chưa muốn ở để làm phiền các con. Thế thì muốn là kiểu mình nó không thoải mái á. Còn ở về là mà làm dâu chị, ví dụ như là chỉ có bố mẹ không thì không sao. Nhưng mà sợ có con cái thì kiểu gì nó cũng có cái sự xô xát, vì mình là người lạ mà Chị sợ thế thôi chứ chẳng sợ gì cả. Không, chị giờ đâu có sợ được nữa. Mình lấy chồng mình phải chấp nhận chị ơi. Chứ sao mà mình sợ là mình khỏi lấy chồng á. Chứ dĩ nhiên là chị hòa nhập môi trường mới, mình cũng đã có kinh nghiệm rồi. Mà hồi trước làm sao mà chồng chị chia tay vậy? Chồng chị ở với nhau thì nói thật với em là được 3 năm mà chưa bao giờ nói lặng với nhau một câu nào. Thế thì tự dưng thì là anh ấy về, anh bảo anh chia tay không hợp nhau. Thì anh ấy lấy cái con bé này thì nó cũng gần cái phố nhà chị ở. Thì nó chưa có chồng. Nhưng mà ở với nhau bao lâu mà chồng nói là không có cãi nhau gì hết, là không có xung đột. 3 năm chưa bao giờ nói bậy với nhau một câu ấy, chưa đừng nói là cãi nhau. Mà anh ấy thì đi kiểu đi làm buôn bán thì cứ đi suốt không có nhà. Toàn nấu cơm ăn ở nhà một mình với lại bà mẹ chồng thôi. Thì là do không có gặp nhau nói chuyện, lấy đâu mà cãi, chứ đâu phải không có chuyện. Đi suốt không bao giờ. Ông ấy đi làm mà cơm nước nấu, bảo ăn cơm xong nấu xong về không thấy về ăn cơm. Thế là sau thì anh ấy lấy cái người mà trẻ hơn chị khoảng hơn chục tuổi ấy. Ở trên Hà Nội. Thế thì là chị rút kinh nghiệm gì được trong cái cuộc hôn nhân đó không? Để bây giờ mà mình lấy chồng mình sẽ chọn như thế nào để cho nó không có chuyện đó nữa. Nói chung chị chỉ không thích cái người mà lăng nhăng thôi. Không lăng nhăng mới không cờ bạc. Chứ còn mọi cái thì chị không có ngại gì cả. Tại vì là mình người lăng nhăng đó thì không có ai thích hết á chị. Nhưng mà ý em á là bây giờ theo chị thì sao mà đàn ông người ta không lăng nhăng? Nghĩa là chị lấy cái người đó rồi là do họ lăng nhăng, hay là chị cũng lạnh nhạt, hay là chị không biết cư xử hay sao đó? Chị thì anh ấy là lấy anh ấy là người đầu tiên, thành ra chị cũng không biết nó như thế nào. Thì kiểu như là cũng là ngày xưa là chị gái anh ấy làm hộ tịch hộ khẩu ở phường chị ấy, thì là chị giới thiệu là đến với nhau thôi. Thế đến với nhau thì ở được mấy tháng thì bắt đầu anh ấy đi buôn Trung Quốc. Thế là từ cái ngày đi buôn Trung Quốc là bắt đầu nó cứ xa dần. Không quan tâm thì đến con cái trong nhà cả. Một mình chị ấy hết, lo hết. Thì nhà có mỗi một bà mẹ là 84 tuổi. Rồi, ok chị. Nếu mà ghi hình thì chị có vào trong Sài Gòn được không? Không, chị đang ở Sài Gòn mà. Chị đang ở Sài Gòn, ok chị. Rồi, nếu mà ở trong này, thì chị có người nhà người gì ở đây không để mà đi chung với chị không? Chị ở trong đây thì không có ai, chỉ có bạn bè thôi. Tại vì con ngày xưa là có vào được không? Con có vào con chơi thì gì các không? Cháu nó đi làm. Các cháu nó đi làm, thành ra là nhưng mà em ấy nếu mà mình ghi hình thì đến bao giờ em? Cái giờ này tìm được. Bây giờ bữa nay là cái cát đầu tiên, buổi cát mà làm quen thôi. Rồi nếu mà được chọn á thì mới vào, rồi tụi em mới tìm người cho chị. Và cái tiêu chí chị nó dễ thì tìm nhanh, còn khó thì khó tìm thì lâu thôi. Thế chị ha. Rồi cái phần cát của mình là xong rồi đó chị. Nếu mà có thông tin gì thêm thì tụi em liên lạc lại cho mình nha. Cảm ơn em. Dạ rồi, chào chị. Chào, bye bye. Chị đang đi tìm không biết chỗ nào. Mấy cái hình. Chị đang không thấy gì cả.